Sáng ngày 17 tháng 6, Công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ nổ nồi hơi làm chị NTN, 36 tuổi, ngụ phường Biểu Long tử vong, nhiều căn nhà bị hư hại. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 16 tháng 6, chị N đang làm bánh cuốn thì đồng hồ hơi của nồi làm bánh bị tắt, không sử dụng được nên chị đã điện thoại cho người nhà về kiểm tra. Sau đó, người dân nghe tiếng nổ rất lớn, rung chuyển cả khu vực bên ngoài nên vội vàng chạy ra. Hàng xóm phát hiện nơi xảy ra sự việc là nhà chị N. Chiếc nồi hơi cao khoảng 80cm, đường kính 60cm phát nổ, sau đó bay lên cao rồi rơi xuống nhà hàng xóm cách đó khoảng 50m và làm sập nóc nhà. Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ đã bị đổ sập và ba căn nhà liền kề cũng bị sụp đổ tường. Nhiều đồ vật bị hư hỏng nặng. Nhận tin báo, Công an thành phố Biên Hòa đã nhanh chóng đến hiện trường khám nghiệm điều tra vụ việc.